Chào bạn nha. Hôm nay sơ mình giới thiệu cho các bạn cái loại dây buộc nhựa, dây răng nha các bạn. Hay cái này còn gọi là lạt nhựa hoặc dây thít nhựa. Thì cái dây này thì các bạn nhìn này, trên cái dây nó sẽ có các cái răng các bạn. Các cái răng này thì nó sẽ phục vụ cho các bạn cái mục đích là các bạn chỉ siết vào được thôi. Tức là các bạn khi xỏ vào như này, các bạn không kéo ngược ra được nha. Các bạn luồn nó vào cái là các bạn không kéo ra được nữa. Đấy. Còn ở phần đầu này nó sẽ không có răng nha các bạn nhé. Một đoạn đầu này sẽ không có răng. Để nó giống như cái kiểu là nó dẫn ấy. Nó để dẫn vào cái lỗ này nha các bạn nhé. Đấy, cái dây các bạn nhìn này. Đấy, trong cái đầu này nó như này. Một số cái loại dây nhỏ là nó hay bị kẹt cái lỗ này các bạn. Để ý là thỉnh thoảng nó sẽ bị cái tình trạng là nó cái nhựa nó chưa rời ấy. Thì thỉnh thoảng trong 100 cái dây chắc bị một hai cái xác suất. Thì nhà mình đây bán các loại dây từ kích thước dài 10 cm này, 15, 20, 25, 30, 40 và 50 nha các bạn nhé. Cái dây mà dài 50 cm thì cái chiều ngang rất là to các bạn. Nếu mà thít vào tay người này là không dứt ra được luôn ạ. Thì tùy theo cái nhu cầu mục đích thì các bạn có thể là chọn cái loại các bạn cần. Còn cái dây này bây giờ dùng rất là phổ biến. Ví dụ như ngày xưa các bạn mà dùng các cái dây chẳng hạn như là dây ly lông hoặc là các cái dây dây dứa hay gọi là dây dứa ở mình cũng là một cái loại dây mà buộc phổ biến đấy. Hay nhiều loại dây khác thì các bạn phải thít nút nó một nút này, sau các bạn lại phải uốn thít nút thứ hai này. Làm như này thì nó lâu nha các bạn nha. Cái tiếp theo nữa là trong cái quá trình các bạn thiết cái nút thứ nhất này này mà cái dây ni lông nó trơn là nó lại bị tuột ra một khoảng, thế là nó lại co ra một tí này. Thành ra là nó sẽ không chắc. Thì các bạn nó sẽ bị co ra. Các bạn cái này thì các bạn quá biết rồi, mình chỉ làm gọi là mô phỏng, mình nói về về cái dây ly lông ngày xưa. Còn bây giờ thì người ta sẽ dùng cái loại dây này vì cái dây này bây giờ tính tiện dụng rất cao và giá bây giờ nó cũng mềm so với cái mức phát triển của xã hội, thì cái giá của nó cũng không có gì là ghê gớm cả. Đây các bạn, mỗi một cái dây này nó chỉ 200-300 đồng thôi, tùy theo cái chiều dài. Còn cái loại dây to thì nó khoảng nghìn, hơn 1.000 đồng. Thì các bạn nhà mình bán theo bó, chẳng hạn như cái loại 10, 15, 20 thì mình bán một bó khoảng 100 cái. Còn cái loại 25, 30 này này thì mình bán một bó có 50 cái. Còn cái loại mà to hơn 40 hoặc 50, cái loại đấy rất là to thì các bạn không cần nhiều thì mình chỉ bán khoảng 10 hoặc là 2, 3 sợi một thôi. Thì tùy theo các bạn nào có nhu cầu nào các bạn cứ chọn trong cái phần lựa chọn sản phẩm ấy. Thì shop mình đã ghi rất là rõ rồi. Thì các cái dây này thì các bạn trong một cái bó 100 sợi thì mình đếm thủ công mà. Nên là có thể là thừa thiếu khoảng vài cái nha. Mình cứ sai sót khoảng 5 cái. Thì khi các bạn mua thì nếu mà thừa thiếu 5 cái đấy thì các bạn thông cảm. Tại vì đếm nhiều nhiều khi nó cũng bị nhầm. Chứ còn thời gian đếm cái này mất rất nhiều thời gian các bạn nhé. Thì shop mình là do một số bạn thì cũng hỏi là có cái dây thít nhựa hay không. Các bạn không dùng nhiều đâu. Các bạn chỉ cần một ít thôi. Vài chục sợi về các bạn thỉnh thoảng các bạn dùng buộc cái gì đấy thì các bạn buộc. Thì hỏi shop mình thì shop mình cũng nhập cái loại dây này về bán. Đấy, hàng nhà mình đây các bạn. Còn về cái chiều dài 10 hoặc là 20, 30 này thì có thể là sai sót dài ngắn hơn nhau khoảng 1 cm các bạn nhé. Tại cái dây này thì nó cũng không mang tính chất là nó quá chính xác đâu các bạn. Đấy các bạn thấy này, cũng có sợi dài sợi ngắn nhé. Nó tương đối thôi. Còn nó rất là dẻo, ví dụ các bạn siết vào như này là các bạn không tháo ra được nữa. Thì tùy theo các bạn cần siết hoặc là cần buộc cái loại các cái vật dụng, hoặc là các bạn kéo dây hay là các bạn là giữ dây điện to hay nhỏ thì các bạn có thể là mua cái loại dây to hay dây nhỏ nhé. Còn cái dây nhỏ dùng rất là phổ biến trong gia đình rồi, các bạn có thể đi dây điện, các bạn gom dây điện, các bạn buộc bó nó vào với nhau để cho nó gọn. Ví dụ như chính cái dây này đây mình đang buộc đây. Đấy các bạn thấy mình bó 50 cái, đây cái này 50 cái các bạn. Mình dùng luôn cái dây dây buộc này. Mình buộc luôn. Đó. Thì các cái dây này các bạn nhìn này, các bạn cứ siết đến đâu nó chặt đến đấy. Đấy. Còn khi mà nó cái dây mà khi cái lực nó lớn quá ấy, cái dây nó nhỏ thì một là cái dây nó đứt, hai là ngay cái phần răng này nó bị gãy này, nó gãy cái chân răng này. Gãy một cái thì nó sẽ bị tuột. Đấy thì tùy theo các bạn tính toán thì các bạn cần như nào các bạn buộc như thế. Còn trong gia đình thì chủ yếu dùng cái loại 10, 15, 20 thôi. Là cái loại đấy dùng rất phổ biến. Thì một bó mình bán 100 cái giá khoảng hơn chục ngàn nha các bạn nhé. Ở nhà mình thì shop mình có bán rất là nhiều các sản phẩm khác, từ các sản phẩm về cốt điện hoặc là các cái sản phẩm tiện ích trong gia đình.
nó cũng nhỏ nhỏ thôi các bạn, nhưng mà dùng rất là nhiều, phổ biến trong gia đình, ống co hoặc dây điện cách điện hoặc là ống gen thủy tinh các loại rất là nhiều, thì các bạn có thể là tìm ở trong shop mình. Còn sản phẩm này thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần thông tin mô tả video. Mình bán trên cả Shopee và Lazada thì các bạn có thể được kích theo cái đường link trang thương mại điện tử mà các bạn dùng. Các bạn lưu ý là các bạn mua đơn từ 5.000 trở lên thì các bạn nhớ nhập cái mã miễn phí vận chuyển vào, thì các bạn sẽ được giảm từ 15 đến 20.000 tiền vận chuyển nhé. Và đơn phải trên 50.000 các bạn nhé. Đấy thì tùy theo trang thương mại điện tử Shopee, Lazada thì hàng tháng người ta cho rất là nhiều cái mã đấy, thì các bạn nhớ tận dụng cái mã đấy. Còn các cái đơn hàng thì mình cũng nói rất là nhiều, các bạn nên mua đơn từ 50.000 trở lên. Còn các cái đơn mà từ 30.000 trở xuống là shop mình sẽ không gửi đâu, tại vì các cái chi phí đóng hộp của shop mình mất 5 đến 7.000 đồng rồi. Thì các cái đơn đấy là mình bán chỉ có hòa và lỗ thôi. Nên là mình sẽ không duy trì được hoạt động sản xuất, không duy trì được hoạt động kinh doanh. Nên là mình sẽ không bán, không gửi các cái đơn đấy. Các bạn mua ủng hộ shop mình thì mua đơn từ 50.000 trở lên. Thì nhà mình bán các sản phẩm lặt vặt có vài nghìn đồng thôi các bạn. Vài nghìn đồng đến hơn chục nghìn đồng thôi. Thì các bạn cần mỗi thứ các bạn mua một tí để về phục vụ trong cái công việc gia đình của các bạn. Nhiều khi cần nhiều thì cũng không nhiều, mà ít nhiều khi cũng không có, mà xung quanh nhà các bạn tìm cũng không có luôn đấy. Nhà mình bán toàn các cái đồ mà nó nhỏ nhỏ nhưng mà gia đình các bạn thường xuyên sử dụng luôn. Các bạn có thể là kết bạn qua cái số điện thoại của shop mình để có thể hỏi thêm shop mình về thông tin các sản phẩm khác. Thì các bạn lưu ý là các cái gì các bạn biết rồi, hoặc là các bạn các cái thông tin mà nó đơn giản, các bạn có thể lên Google các bạn tìm thì nó thuận tiện cho các bạn, và các bạn có thể tìm ở đấy người ta chia sẻ kiến thức rất là nhiều. Còn shop mình chủ yếu là bán hàng thôi, mình không biết cái gì chuyên sâu nhiều cả. Mình cũng phải tìm hiểu trên Google và tìm hiểu thực tế trong cái quá trình mình làm thì mình rút ra kinh nghiệm thôi. Nhưng mà shop mình cũng không có nhiều thời gian nên là cũng không thể trả lời được tất cả các bạn, hay là các bạn hỏi các cái gì nó đơn giản quá mình cũng không có thời gian để trả lời. Đấy là mình nói nên là chia sẻ thật với các bạn như vậy. Còn các bạn có thể kết bạn qua cái số điện thoại này của mình trên Zalo thì các bạn có thể nhắn tin vào đấy. Thì shop mình thường xuyên truy cập trên Zalo thì mình khi nào mình rảnh thì mình sẽ phản hồi lại các bạn. Đấy, các bạn lưu ý cái đấy nhé. Thì bạn nào quan tâm có thể đăng nhập shop mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.